Hello la, xin chào tất cả mọi người. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ ôn tập một môn, đó là môn luật kinh doanh. Thì môn này sẽ gồm có 5 chương. Chương thứ nhất đó là chương khái quát về luật kinh doanh. Mình sẽ tìm hiểu kinh doanh là gì. Thì kinh doanh chính là việc thực hiện một số hoặc là tất cả các cái công đoạn của quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường để nhằm mục đích đó là tìm kiếm lợi nhuận. Tiếp theo đó là về doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp chính là một tổ chức kinh tế có 5 cái đặc điểm. Thứ nhất là về tên riêng, thứ hai về tài sản, thứ ba về trụ sở giao dịch, thứ tư đăng ký theo quy định của pháp luật, và cuối cùng là nó có mục đích là kinh doanh. Mình sẽ đến phần phân loại doanh nghiệp. Thì mình sẽ phân loại như thế nào? Phân loại dựa vào sở hữu tài sản sẽ có doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Tiếp về trách nhiệm thì mình sẽ phân loại ra doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn. Còn về tính liên kết thì mình sẽ phân ra là công ty đối nhân và công ty đối vốn. Về hình thức pháp lý trong luật doanh nghiệp 2020 quy định thì mình sẽ gồm có, thứ nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn thì nó sẽ có một thành viên và hai thành viên trở lên. Còn công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân nữa. Tiếp đến mình sẽ tới với phần là điều kiện để mà mình thành lập một cái doanh nghiệp. Mình sẽ phải thỏa mãn được 4 điều kiện. Thứ nhất là điều kiện về chủ thể. Thứ hai, điều kiện về ngành nghề kinh doanh. Thứ ba, điều kiện về vốn. Và cuối cùng chính là điều kiện về tên doanh nghiệp. Thì về chủ thể là có thể là cá nhân, tổ chức mà pháp luật không cấm. Thì pháp luật sẽ cấm ví dụ như là các cái cá nhân là trong lĩnh vực nhà nước hoặc là an ninh quốc phòng thì là bị cấm, và một số cái khác sẽ được quy định trong luật. Còn về ngành nghề kinh doanh thì chúng ta có quyền kinh doanh cái ngành nghề mà pháp luật không cấm. Thì pháp luật sẽ cấm một số cái giống như là thuốc, mình kinh doanh thuốc viện, kinh doanh buôn bán người trái phép đó. Còn vấn đề về tên doanh nghiệp thì mình phải đặt tên sao cho mà nó không bị nhầm lẫn và không bị trùng, và phải thỏa mãn cái thuần phong mỹ tục nữa. Còn tới với phần là người đại diện theo pháp luật và con dấu của doanh nghiệp, thì cái người đại diện theo pháp luật này á sẽ là cái người mà thực hiện quyền và cái nghĩa vụ được quy định. Đó chính là chương 1 khái quát. Mình sẽ đi tới chương 2 thì sẽ là chương các loại hình doanh nghiệp. Thì ở chương này mình sẽ tìm hiểu về 6 loại hình. Thứ nhất đó sẽ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thứ hai là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Thứ ba là công ty hợp danh. Thứ tư, công ty cổ phần. Thứ năm, doanh nghiệp tư nhân. Và thứ sáu sẽ là doanh nghiệp nhà nước. Thì mình sẽ tìm hiểu những vấn đề ví dụ như đặc điểm, vốn góp, tăng giảm vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ của thành viên và các tổ chức và các chức danh khác, ví dụ như là chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc, ban kiểm soát, vân vân. Mình sẽ tìm hiểu về điều kiện để tiến hành cuộc họp hoặc là cái điều kiện để mà mình thông qua được cái nghị quyết. Thì mình sẽ chỉ nêu ra những cái phần chính, ví dụ như mình sẽ nêu cái phần đặc điểm thôi nha. Thì về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên á thì nó sẽ là cái do tổ chức hoặc là cá nhân thành lập và chịu trách nhiệm trong cái phạm vi số vốn đã góp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì sẽ có tư cách pháp nhân. Tiếp tới là nó được phát hành trái phiếu nhưng mà không được phát hành cổ phần. Tiếp là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì là nó sẽ có thành viên từ 2 đến 50 thành viên là tổ chức hoặc là cá nhân, cũng sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp và cũng có tư cách pháp nhân. Công ty hợp danh thì nó sẽ phải có ít nhất là hai thành viên sở hữu chung công ty và kinh doanh dưới một cái tên chung. Còn công ty cổ phần thì chính là công ty mà có vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau và một phần sẽ gọi là cổ phần. Còn người sở hữu thì sẽ gọi là cổ đông. Thì cổ đông có thể là cá nhân hoặc là tổ chức. Và nó phải lớn hơn 3, nghĩa là ít nhất là 3 và không hạn chế về số lượng. Còn về doanh nghiệp tư nhân thì sẽ là do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm
bằng toàn bộ cái tài sản của mình. Còn về doanh nghiệp nhà nước thì là được quản lý dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là công ty cổ phần. Về lưu ý trong doanh nghiệp tư nhân là sẽ có thêm cái phần mình sẽ tìm hiểu thêm về hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ hợp tác. Mình sẽ tra trong Nghị định 01 năm 2021 của Chính phủ và Luật Hợp tác xã năm 2012. Mình sẽ tổng kết lại một chút, đó là về công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, công ty hợp danh, công ty cổ phần. Thì bốn cái này đều có tư cách pháp nhân. Riêng chỉ có một cái, đó là doanh nghiệp tư nhân thì nó sẽ không có tư cách pháp nhân nha. Mọi người nhớ lưu ý giùm mình. Đó là chương số 2. Tiếp mình sẽ đi tới chương số 3, đó là chương hợp đồng. Chương này mình sẽ tra ở trong Bộ Luật Dân sự năm 2015. Chú ý thì về hợp đồng thì mình sẽ có hợp đồng dân sự và hợp đồng trong kinh doanh thương mại. Mình sẽ phân biệt hai cái này. Thì hợp đồng trong kinh doanh thương mại là nó phải có mục đích, đó là để tìm kiếm lợi nhuận. Còn cái hợp đồng dân sự thì không. Còn chương số 4, đó là chương giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại. Thì chương này mình sẽ tra những cái luật ở trong Luật Thương mại năm 2005, Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Mình sẽ phân biệt những cái như là thương lượng nè, hòa giải và tòa án với lại trọng tài thương mại sẽ phân biệt được và mình biết được cái ưu và cái nhược điểm của mỗi cái phương pháp giải quyết tranh chấp này là gì. Thì thương lượng chính là bên A và bên B, hai bên người ta tự thương lượng để giải quyết được cái tranh chấp trong kinh doanh thương mại. Còn về hòa giải, nghĩa là sẽ có một cái người thứ ba họ đứng ra làm trung gian để họ hòa giải cho hai cái bên A và bên B. Thì cái người trung gian này họ không có quyền áp đặt. Còn về tòa án thì mình sẽ đưa ra tòa án thôi, đúng không? Còn cái trọng tài thương mại nghĩa là mình sẽ đi thuê hai bên đó, người ta sẽ đi thuê cái trọng tài thương mại đứng ra để giải quyết. Và cái ông trọng tài thương mại này là ông sẽ có quyền khi mà ông đưa ra cái phán quyết là bên A bên B này họ phải tuân theo, chứ không giống như là người trung gian hòa giải ở trên kia. Tiếp tới là mình sẽ học về chương số 5, đó là chương về phá sản. Thì mình sẽ tra luật ở trong Luật Phá sản năm 2014. Ở đây mình sẽ phải so sánh được cái phá sản và giải thể thì nó khác nhau như thế nào. Thì về phần phá sản, đúng không, hai cái này nó đều có một điểm chung, đó chính là nó sẽ chấm dứt cái sự tồn tại của một cái doanh nghiệp. Nhưng mà về phá sản á, nghĩa là khi mà mình không còn khả năng trả nợ nữa thì mình sẽ phải phá sản. Và nếu như mà mình bán hết cái tài sản công ty á, nhưng mà mình vẫn không đủ trả nợ được cho những cái chủ nợ thì những cái chủ nợ đó sẽ phải tự chịu. Còn cái khi mà mình giải thể á, là mình bắt buộc mình phải trả hết số nợ. Còn cái phá sản kia thì có thể nếu mà không còn trả được nữa thì thôi. Đó là về giải thể và phá sản. Ok, tất cả những cái nội dung của luật kinh doanh mình đã gói gọn như trên. Thì chúc các bạn ôn thi tốt nha. Bye bye.